tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Nam Cực Tinh Huy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác năm 1924 tại Sài Gòn. Người đọc và chú thích: Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 12. Ngô Quyền giả sợ mở trùng dây, Công Tiện mắc mưu bị nã tróc. Từ ngày Kiều Thuận khai Đông Môn, dẫn binh trong thành Đại La ra đánh, quyết phá dây mà phá không nổi, lại bị Ngô Thứ Sử khiển binh công kích mấy cửa khác, làm cho Công Tiện sợ thất, phải thâu binh vào thành. Thì binh tướng của họ Kiều cứ ở trong thành cố thủ mà chờ binh Tàu qua cứu, chứ không dám ló ra nữa. Ngô Thứ Sử ban đầu thì quyết dây hoài đặng trong thành hết lương phải ra hàng đầu, mà dây đến 4 tháng chưa thấy Công Tiện rục rịch. Ngô Thứ Sử sợ dây lâu ngày binh lưu cung qua nhiễu loạn, rồi lớp thì phải trừ giặc ở trong, lớp thì phải cự giặc ở ngoài, lấy làm bất tiện. Nên hằng lo có kế chi mà hạ thành, mà trù nghĩ hết sức cũng không tìm được một chước nào hết. Đến tháng 7, hễ ban đêm thì có binh của Kiều Công Tiện, khi 5 đứa khi 3 đứa lén leo thành rồi lội ngang hào mà xin hàng đầu, nói rằng trong thành lương thực đã hết rồi, nếu ở trong thành chắc phải chết đói nên mới lén mà trốn. Chư tướng sai quân về đại trại mà báo cho Ngô Thứ Sử hay. Ngô Quyền nghe báo thì trong bụng mừng thầm, xong muốn biết cho rõ mọi việc trong thành, nên dạy phải cho người dẫn quân mới đầu đó về đại trại đặng cho mình tra vấn. Quân về tới, Ngô Thứ Sử thấy đứa nào hình dạng cũng ốm nhách, mặt mày vàng ẻo, quần áo lang thang, biết trong thành chắc là khốn đốn lắm, bèn dạy quân nấu cơm rồi dọn cho bọn lính mới đầu đó ăn, rồi mới dỗ về mà hỏi thăm việc trong thành. Chúng nó ăn uống no nê rồi mới khai thiệt rằng trọn một tháng trước trong thành quân lính ăn một ngày có một bữa cơm mà thôi, mà hôm nay lại phát gạo ít quá nên phải nấu cháo mà ăn chứ không có cơm nữa. Quân lính sầm xì muốn rủ nhau mở cửa thành ra hàng đầu đặng khỏi chết đói, rủi cơ mưu giấy lậu. Kiều Thuận bắt mấy người làm đầu chém hết, nên quân lính kinh khủng không dám tính tới việc đó nữa. Ngô Thứ Sử nghe rõ tình cảnh trong thành thì chẳng xiết nổi mừng, bèn hội Cảnh Thạc với Bạch Thổ lại mà bàn tính sự công thành. Chiều bữa ấy, Ngô Thứ Sử được thơ của Trần Khánh cho hay rằng Dương Kiết Lợi đã tử trận, Thái tử Hoằng Tháo dây thành Lục Châu gấp lắm nên xin binh tiếp ứng. Ngô Thứ Sử đọc thơ rồi thì lo lắng lắm, hỏi ý chư tướng coi phải liệu định lẽ nào. Phạm Bạch Thổ xin dẫn vài ngàn binh lên cứu Lục Châu và ngăn cự Thái tử Hoằng Tháo. Đỗ Cảnh Thạc liền cản mà nói rằng: Phạm tướng quân quá nóng như vậy không nên. Dạ, chặn đường từ Lục Châu xuống đây xa xôi mà hiểm trở lắm. Ví dầu Hoằng Tháo nó có lấy được Lục Châu rồi đi nữa, cũng 20 ngày hoặc một tháng nó mới kéo đại binh xuống đây. Huống chi nó vừa mới tới Lục Châu, chứ cũng chưa chắc lấy thành được, thế thì có chi mà lo sợ. Còn chúng ta vây thành Đại La đã hơn 4 tháng nay, bây giờ trong thành đã hết lương, mà binh lại muốn sanh phản tâm, hễ chúng ta đánh một trận thì lấy thành được. Vậy chúng ta phải hiệp lực quyết kế lấy thành Đại La trước, rồi chúng ta sẽ phân binh cho đi đón mà đánh Hoằng Tháo. Chứ bây giờ thành Đại La chưa lấy mà Phạm tướng quân dẫn binh lên Lục Châu, thế lực phân tán, dường ấy sợ lấy thành Đại La không nổi mà cứu Lục Châu cũng không được nữa. Ngô Thứ Sử nghe nói hữu lý nên dạy chư tướng chỉnh bị lương thực khí giới, định 2 ngày nữa là ngày mùng 6 tháng 7 sẽ đốc binh công thành. Sáng bữa sau, Ngô Thứ Sử với Cảnh Thạc, Bạch Thổ đưa ngồi nghị việc, bỗng có một tên quân vào báo rằng hồi hôm đạo binh đóng ở Bắc Môn đi tuần, gặp một người lạ mặt muốn lén mà vào thành, xét trong người có một bức thơ nên bắt giải đến cho Ngô Thứ Sử định đạt. Ngô Quyền dạy dẫn người ấy vào và lấy bức thư mà coi thì thấy ngoài bao gửi cho Kiều Công Tiện. Ngô Quyền hỏi thơ ấy ai gửi thì người ấy khai rằng thơ ấy là thơ của Hoằng Tháo sai đem vào Đại La cho Công Tiện. Ngô Quyền dạy quân dẫn người ấy đem giam vào ngục, rồi lập thế mở bức thơ ra xem. Trong thơ Hoằng Tháo nói rằng mình dẫn 3 vạn binh qua cứu viện, đã đánh đuổi Dương Kiết Lợi chạy mất và đã lấy thành Lục Châu rồi, nên khuyên Công Tiện phải ráng giữ thành đợi mình tới giải vây cho. Ngô Thứ Sử xem thơ ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói với Cảnh Thạc và Bạch Thổ rằng: Ta được bức thơ này thiệt là may lắm, bởi vì có thơ này ta mới hay Lục Châu đã mất mà Kiết Lợi chưa chết.
lại ta mới biết số binh Tàu là 3 vạn. Giả này Lục Châu đã mất rồi thì ta phải đánh thành Đại La cho gấp, chứ không được dụ dự nữa. Mà ta đánh thì đánh, xong cũng phải cho người dẫn binh đi đón đường, đánh cầm chừng với Hoàng Tháo, đặng thông tin cho ta biết nó xuống tới đâu, chứ không nên bỏ qua. Lại ta sẽ sai người Tâm Phúc giả dạng người của Hoàng Tháo, đem bức thơ này vào thành mà trao cho Công Tiện, đặng ta có thiết kế mà lấy thành cho dễ. Chánh Thạc can rằng: Thượng quan không nên cho Công Tiện biết binh Tàu đã qua gần tới, bởi vì trong thành hết lương, quân lính thải đều ngã lòng mõn chí, hễ ta đánh thì chắc thắng. Nếu cho chúng nó biết binh Ứng Tiếp đã đến gần, tự nhiên chúng nó vui mừng rồi ráng sức mà chống cự, thì làm sao ta phá thành cho được. Ngô Quyền cười và đáp rằng: Mấy tên quân mới đầu đó, nó nói như vậy mà có biết thiệt hay không, hay là chúng nó lập mưu mà gạt ta. Đã vậy mà hễ công thành thì tự nhiên phải hao binh nhiều. Nay chúng ta đương cần dùng binh để mà cử với binh Tàu, nếu chúng ta đánh liều, sợ e hao binh tổn tướng, rồi không còn người mà cử với Hoàng Tháo nữa. Vậy tướng quân chớ lo, để mặc ta liệu định. Ngô Quyền liền cho đội Trần Lãm đến đại trại và dạy phải đem hết mấy chục chiến thuyền qua sông Bạch Đằng, rồi bắt đó đi lần lên ngọn mà ngừa binh Tàu, hễ gặp thì đánh cầm chừng, rồi báo tin về đại trại hay. Trần Lãm dương định nội ngày ấy đem chiến thuyền đi hết. Ngô Quyền phong bức thơ của Hoàng Tháo lại kỹ lưỡng, rồi sai người Tâm Phúc giả dạng quân của Hoàng Tháo, rồi đêm ấy cho vào thành mà đưa thơ cho Kiều Công Tiện. Sáng bữa sau chính là ngày mùng 6, Ngô Quyền truyền lệnh cho các tướng dây mấy cửa nhổ trại hết thảy, và hễ trời tối thì phải bỏ dây kéo binh sục ra chừng 1 dặm mà đóng. Nếu có binh trong thành đuổi theo thì đánh cầm chừng mà thôi, đợi chừng nào nghe tin binh phục đã hạ thành được rồi, chừng ấy sẽ nỗ lực trở lại mà đánh. Ngô Thứ Sử cũng vậy, đại trại phải bỏ chỗ ấy rồi vào trong rừng mà đóng. Nội ngày mùng 6, mấy đạo binh ngoài thành lao nhau lố nhố, đến lúc mặt trời gần lặn thỉnh thoảng kéo nhau mà đi. Quân lính không hiểu gì cớ nào đã vây thành mà không công phá, lại rút binh mà chạy. Ngô Thứ Sử lại dạy đuổi hết mấy tinh quân của Công Tiện mới đầu, không cho chúng nó đi theo, nói rằng rút binh về Ái Châu, không đánh giặc nữa, nên chúng nó kheo không ích gì. Trời tối binh đã kéo ra xa thành rồi. Ngô Thứ Sử bèn kêu Phạm Bạch Thổ với Đỗ Cảnh Thạc mà dặn phải dẫn 4.000 binh lén trở lại ở ngoại thành mai phục. Hễ thấy binh trong thành kéo ra mà rượt binh mình thì để cho chúng nó đi thông thả, đừng ngăn trở. Chừng nào chúng nó đi khỏi rồi thì xông vào cửa thành, nói dối là binh của họ Kiều đuổi giặc trở về, đặng trong thành mở cửa cho mình tràn vào lấy thành. Còn như trong thành không có binh đuổi theo binh mình thì phải núp đó mà chờ, chừng nào có lệnh sẽ công thành. Bạch Hổ với Cảnh Thạc thấy Ngô Quyền đặt kế sách như vậy thì khen ngợi vô cùng, bởi vì nội đêm ấy thế nào cũng phải công thành, mà thà là mình giả rút binh đặng cho giặc đuổi theo rồi thừa dịp mà tràn vào thành, dường ấy mới gọi là mưu lược, chớ thình lình đốc quân công thành là cách thường dùng, chẳng có chi đáng khen. Tuy vậy mà muốn cho đắc kế thì trong thành phải dẫn binh đánh đuổi binh ngoài mới được. Vậy chớ Kiều Công Tiện nó tưởng mình sợ binh Tàu kéo qua tới nên bạc trại kéo về Ái Châu, rồi nó thừa thế rượt theo mà công kích, hay là nó biết mình giả trá cứ ở trong thành cố thủ mà chờ binh Hoàng Tháo Ứng Tiếp. Hai tướng dẫn binh trở lại mai phục mà cứ bàn như vậy hoài. Té ra đêm trước Kiều Công Tiện tiếp lấy bức thơ của Hoàng Tháo, đọc dứt rồi thì vuốt râu mừng rỡ, không thèm tra hỏi người đem thơ cho cặn kẽ. Bởi vậy không về Ngô Quyền đã đọc thơ ấy rồi. Đến sáng liền hội chư tướng lại đọc thơ cho mọi người nghe. Trong thành lương thực gần hết, quân sĩ mỏi lòng, bởi vậy ai nghe binh Tàu qua gần tới cũng đều vui mừng hết thảy. Qua tới giờ ngọ, quân canh cửa lại vào báo với Công Tiện rằng ngoài thành binh giặc lao nhau, chẳng biết chúng nó tính làm việc chi. Công Tiện dạy người ra thám dò. Đến lúc trời nửa chiều, thám tử lại vào báo rằng binh giặc nhổ trại hết thảy. Công Tiện lại dặn phải canh giữ cho nghiêm ngặt. Chừng mặt trời sắp lặn thì thấy sắp quân lén trốn ra đầu Ngô Quyền mấy bữa trước, kéo nhau trở lại kêu cửa, nói rằng có việc riêng muốn tỏ cho Tiết Đạt Sứ nghe. Kiều Thuận đương đi tuần khắp mấy cửa thành, nghe báo sắp quân phản nghịch, trốn theo đầu giặc hôm nọ muốn trở vào thành thì nổi giận không cho vào. Đến chừng nghe nói chúng nó có việc mật muốn tỏ cho trong thành biết thì đứng suy nghĩ một hồi, không hiểu chúng nó muốn tỏ việc chi, mà ý lại muốn biết coi binh dây ở ngoài sao lại nhổ trại, nên dạy quân mở cửa cho chúng nó vô đặng hỏi thăm việc ở ngoài. Cửa thành mở rồi thì có mười mấy tinh quân ở ngoài lõn lẻn đi vô, ngó thấy Kiều Thuận đứng trước mặt thì kinh hồn khiếp vía,
nên quỳ mà xin tha tội, nói rằng chúng nó đói nên lén đi kiếm cơm mà ăn chứ không dám sanh lòng bội nghịch. Kiều Thuận hỏi vậy chớ binh Ngô Quyền muốn làm việc chi mà lao nhau lố nhố từ hồi trưa đến bây giờ, rồi hồi chiều lại thấy nhổ trại nữa. Sắp quân ấy thưa rằng chúng nó nghe Ngô Quyền tính nhổ trại kéo binh về Ái Châu không dây thành nữa, không biết có việc chi nên mới trở vào thành mà báo tin. Kiều Thuận nghi Ngô Quyền hay binh Hoàng Tháo gần đến không dám đối địch nên bỏ dây dẫn quân về Ái Châu mà cố thủ. Lúc ấy trời đã tối rồi, anh ta mới sai người lén mở cửa thành ra gần bờ đê mà thám dò lại cho chắc. Thám tử về báo rằng thiệt binh dây bốn cửa đều phá trại hết, và đương chở lương thỉnh thoảng kéo nhau mà đi. Kiều Thuận nghe rõ thì trong bụng mừng không xiết kể, liền chạy vào dinh tỏ rõ cho Kiều Công Tiện hay, và xin phát binh xuất thành theo rượt giặc mà đoạt lương. Bởi vì chúng nó sợ nên mới nhổ trại mà đi, không có lòng chiến đấu nữa. Nếu binh trong thành đuổi theo thì chắc chúng nó bỏ lương mà chạy. Kiều Công Tiện nghe hữu lý, bèn dạy Kiều Thuận với Phan Quế Chi dẫn 3.000 binh xuất thành rượt giặc. Hai tướng dâng lệnh rồi phân binh, Kiều Thuận thì ra Đông Môn, còn Quế Chi thì ra Nam Môn. Ra tới bờ đê thấy dinh trại phá hết, còn binh giặc thì đương kéo nhau đi xa xa. Kiều Thuận với Quế Chi mới hiệp binh lại, rồi hăm hở trở rượt theo. Cảnh Thạc với Bạch Thổ đem 4.000 binh núp trong rừng cách Tây Môn chừng một dặm, cho người đi dò thám. Chừng nghe Quế Chi đã xuất Nam Môn, còn Kiều Thuận đã xuất Đông Môn, liền phân binh, rồi hai người dẫn vào hai cửa mà kêu trong thành phải khai môn lập tức, nói dối rằng binh rượt giặc đã đoạt được lương thực vô số nên trở về không theo nữa. Trăng đã lặn rồi nên người trong thấy kẻ ngoài không rõ, đã vậy mà trong thành hết lương. Quân sĩ nghe nói đoạt lương thực nhiều thì mừng quýnh, nên không thèm xem đi xét lại, vội vàng mở bét cửa thành. Bạch Thổ ở Đông Môn, còn Cảnh Thạc ở Nam Môn kéo binh xông vào, gặp ai chém nấy, quân trong thành tán loạn, không hiểu là binh nào mà trong tay cũng không có khí giới mà chống cự. Bạch Thổ phân binh giữ chặt mấy cửa thành, không cho một người nào thoát ra khỏi. Còn Cảnh Thạc đề đao dẫn quân thẳng vào dinh đặng vây bắt Công Tiện. Trong thành rần rần, kẻ chạy người rượt, kẻ khóc người la. Mấy ngàn binh của Công Tiện muốn chạy mà ra cửa không được, nên bó tay hàng đầu hết thảy. Kiều Công Tiện ở trong thành nghe quân sĩ xôn xao, tưởng là binh Kiều Thuận với Quế Chi về. Đến chừng nghe la vang rần không hiểu có việc chi, lật đật chạy ra, vừa tới cửa dinh gặp Đỗ Cách Thạc đương hăm hở xông vào. Công Tiện cả kinh, muốn chạy mà chân rung lập cập, chạy không được, té quỳ ngồi dưới đất. Cảnh Thạc chạy tới nắm đầu rồi hô quân trói chặt. Cảnh Thạc lại truyền lệnh vây chung quanh dinh của Công Tiện đặng xét bắt hết gia thuộc, song không có công hãn, duy bắt được có một mình Liễu Phu Nhân mà thôi. Lấy thành xong rồi, hai tướng mới thương nghị với nhau và chia phần. Cảnh Thạc thì ở trong dinh coi giữ vợ chồng Công Tiện, còn Bạch Thổ thì ở ngoài thành đốc quân canh mấy cửa thành, đợi binh Kiều Thuận có về thì chống cự, không cho giải cứu được. Đây nói về Kiều Thuận với Quế Chi dẫn binh rượt theo Ngô Quyền. Đi được hơn một dặm đường thì gặp đạo binh của Lữ Đường với Nguyễn Siêu lục thục đi sau. Hai tướng xông tới đốc quân mà đánh. Lữ Đường với Nguyễn Siêu trở lại đối địch, hai bên giao chiến với nhau một hồi, rồi Nguyễn Siêu rút binh chạy qua bên tả, còn Lữ Đường rút binh chạy qua bên hữu. Kiều Thuận với Quế Chi vừa muốn phân binh đuổi theo, bỗng thấy trước mặt có một đạo binh khác trở lại, có hai tướng là Lý Khuê với Cao Đạm Dân xông vào mà đánh. Kiều Thuận với Quế Chi đối địch chưa được năm hiệp thì Lý Khuê với Cao Đạm Dân tẻ ra hai bên mà chạy nữa. Kiều Thuận thấy trời tối đen, không biết giặc có dùng kế chi hay không, nên dụ dự muốn thâu binh trở về. Chẳng dè chưa thâu quân mà Ngô Quyền đã dẫn đại binh trở lại, rồi dạy thủ thiệp với Nhật Khánh xông vào mà đánh. Kiều Thuận thấy binh giặc đông quá, liệu thế cự không nổi nên dẫn quân nhắm thành Đại La mà về. Phía sau thủ thiệp với Nhật Khánh rượt nà tới, còn Lý Khuê với Đặng Dân áp ra hai bên mà chặn đường nữa. Kiều Thuận phải xông đột hết sức thoát mới khỏi, mà chạy chưa được nửa dặm đường lại bị hai đạo binh của Nguyễn Siêu và Lữ Đường cản nữa. Kiều Thuận thì đánh với Lữ Đường, còn Quế Chi thì đánh với Nguyễn Siêu. Hai bên đương hỗn chiến, mấy đạo binh của Lý Khuê, Đằng Dân, Thủ Thiệp và Nhật Khánh lại áp tới phân nhau dây chặt. Rồi các tướng xông vào một lượt quyết bắt hết binh của họ Kiều. Quế Chi với Kiều Thuận thấy thế nguy cấp nên ráng sức giải vây. May Kiều Thuận chạy khỏi, còn Quế Chi bị Nguyễn Siêu với Lữ Đường đâm chết tại trận. Kiều Thuận còn chừng 300-400 quân dắt nhau chạy riết về thành Đại La. Tới Đông Môn kêu mở cửa thì trong thành quân đáp rằng: thành Đại La đã bị Phạm Đỗ nhị vị tướng quân lấy rồi, Kiều Công Tiện toàn gia bị bắt. Vậy chết tướng nào về đó phải thúc thủ hàng đầu cho mau, đặng khỏi nhọc công truy tróc.
Kiều Thuận nghe nói cả kinh, đứng trân trân không biết liệu lẽ nào. Bỗng thấy cửa thành mở quát, quân sĩ kéo ra la hét vang rần, còn sau lưng lại nghe tiếng quân rượt theo gần tới nữa. Trong lòng rối loạn, mới quất ngựa dắt quân chạy riết vào rừng. Phạm Bạch Hổ cử binh ra ngoài phía đông môn, chẳng thấy ai hết, mà xa xa vẫn nghe tiếng trống vang trời, tiếng người dậy đất, chẳng biết là binh nào, nên trở vào thành leo lên địch lầu mà xem. Đến đầu canh năm, có một đạo binh kéo tới nam môn, rồi quân kêu trong thành mà nói rằng: Lữ Đường với Nguyễn Siêu đã tới đây, nếu Đỗ Phạm nhị vị tướng quân đã hạ thành rồi, xin mở cửa mà rước binh nhà Ngô vào. Bạch Hổ nghe nói rất mừng, biết chắc là mấy đạo binh ngoài đã thắng trận được rồi, xong dạy quân kêu Lữ Nguyễn nhị vị tướng quân mà xin chịu phiền binh ở ngoài, chờ mai sáng rồi sẽ nhập thành. Bởi vì trong thành binh mới binh cũ đã đông, nếu vào nữa thì sợ e lộn xộn. Lữ Đường với Nguyễn Siêu nghe nói Bạch Hổ với Cảnh Thạc đã lấy thành được rồi, nên cũng mừng, bèn dạy quân ngồi ngoài mà nghỉ, chứ không đòi nhập thành nữa. Chương 13. Vào La Thành, giết gian ác Tế Dương Công, đến Đằng Giang định trước mưu trừ Hán tặc. Lý Khuê, Đằng Vân, Thủ Thiệp và Nhật Khánh lần lần cũng dẫn binh tới, rồi hội nhau trước cửa thành. Đến sáng Ngô Thiết Sử cũng tới nữa. Bạch Hổ ở trên địch lầu dòm ra, thấy quả là binh của mình, bèn dạy mở cửa thành, rồi hiệp với Cảnh Thạc ra ngoài nghinh tiếp. Ngô Thiết Sử thấy hai tướng phục binh lấy thành được thì khen ngợi vô cùng. Song Bạch Hổ với Cảnh Thạc cứ nói khiêm nhượng rằng: Thành Đại La mà lấy được đây là nhờ trí lực của thượng quan, chớ hai anh em tôi có công gì mà khen. Ngô Thiết Sử nghe nói bắt được Kiều Công Tiện thì sắc mặt hân hoan, liền dạy chư tướng dẫn binh nhập thành. Chư tướng dương lệnh sắp binh đứng ngay hàng ngũ, đạo nào riêng theo đạo nấy, rồi giống trống kéo nhau vào thành, coi oai nghi lẫm liệt. Ngô Thứ Sử với Cảnh Thạc và Bạch Hổ đi trước, thẳng vào dinh Tiết Đặc Sứ. Lúc bước tới trước cửa, có một tên lính già ra quỳ trước mặt Ngô Quyền và khóc và nói rằng: Thân già này cũng như cọng cỏ yếu, hễ gió mạnh phía nào thì ngã theo phía nấy. Tuy vậy mà mấy tháng nay già thường khẩn nguyện thượng quan thắng trận lấy thành, cho đặng bắt được thằng bội nghịch mà rửa hờn cho muôn chúng. Nay thượng quan đã vào đến đây rồi, và chẳng biết lấy lời chi mà tỏ lòng vui mừng của già cho được. Dạ, chỗ này là chỗ thằng Công Hãn nó thích Tử Dương Tiên Công, vậy già cầu xin thượng quan cũng đem Kiều Công Tiện ra chỗ này mà giết, dường ấy mới vừa lòng Dương Tiên Công nó chín xuôi. Ngô Thiết Sử nghe mấy lời cảm xúc, xong dằn lòng mà đáp rằng: Dân chúng từ già tới trẻ kính mến nhạc phụ ta như vậy, thiệt ta mang ơn lắm. Vậy xin lão ông đứng dậy, đừng có quỳ lại làm chi. Còn việc báo quán trả thù thì để ta liệu lượng. Ngô Thứ Sử bước vào dinh rồi thăng đường. Chư tướng đóng binh xong rồi thải đều vào ngồi dài hai bên. Ngô Thứ Sử truyền lệnh dẫn vợ chồng Kiều Công Tiện ra để quỳ trước án mà hỏi rằng: Kiều Công Tiện, nhạc phụ ta đãi mi rất hậu, lẽ thì mi phải hết giả khuôn phò đặng đền ơn đáp nghĩa mới phải, chứ sao mi lại đành lòng tàn nhẫn thích tử nhạc phụ ta mà cướp ngôi. Nay mi đã bị ta bắt rồi, vậy cho mi biết hễ làm lành thì mới gặp lành, còn làm dữ thì tự nhiên phải gặp dữ. Kiều Công Tiện tay chân run lập cập, không dám ngó Ngô Quyền, cứ cúi đầu cong lưng lại hoài, xin rộng lượng bao dung thứ tha tánh mạng. Đỗ Cảnh Thạc thấy vậy nổi giận nên mắng rằng: Mi là đồ mặt mũi giống người mà ruột gan giống thú, cha chả, tội ác của mi chất chứa dãy đầy mà mi còn xin tha thứ cho mi nữa à. Ngô Quyền tuy lửa giận lẫy lừng, song không muốn lộ ra ngoài, nên ngó chư tướng rồi cười gằn mà nói rằng: Khai cử chỉ của Công Tiện như vậy, nếu đem mà chém thì dơ lưỡi gươm của ta quá, ngặt vì nó thích tử nhạc phụ ta mà cướp ngôi, đã mang tội bất trung với chúa, mà còn viện binh Nam Hán vào ứng tiếp, ấy lại mang thêm một tội bất nghĩa với nước nữa. Bởi vậy ta nghĩ không lẽ tha cho nó được. Vậy Đỗ tướng quân chịu phiền dọn bàn hương án tại chỗ nó thích Tử Dương Tiên Công hồi trước, rồi chúng ta đem nó ra hành hình mà tế Dương Tiên Công. Còn Liễu thị, ta có nghe khi ta sai sứ đem thơ mà biểu chồng mi phải thúc thủ lai hàng, thì mi có lấy lời trung chánh mà khuyên chồng: Đã biết một người làm quấy, cả nhà phải thọ ương. Nhưng ta xét mi tuy phận đàn bà mà biết lẽ chánh tà, không chịu theo chồng làm quấy, vậy ta tha tội cho mi. Mi muốn đi đâu tùy ý, ta không ngăn cản.
Liễu Thị tỉnh táo như thường, chẳng có chút gì sợ sệt, đứng dậy ngó ngay Ngô Quyền mà nói rằng: Thượng quan có lòng quảng đại thứ tha cho thiếp thì thiếp cảm đội ơn dày. Nhưng phận đàn bà có chồng, khi chồng làm quấy can gián không được, để cho đến nỗi ngày nay chồng phải bị thọ hình, thì còn mặt mũi nào mà thấy người trên dương thế. Thiếp nguyện sống thác cũng theo chồng. Vậy nếu thượng quan định giết chồng thiếp thì xin cũng giết thiếp luôn, đặng cho thiếp trọn niềm phu phụ. Ngô Thứ Sử nghe lời có nghĩa thì trong bụng khen thầm, bởi vậy nhất định tha bổng Liễu Thị, nên lấy cho mấy nén bạc rồi dạy quân dẫn Liễu Thị ra ngoài thành mà phóng xả. Đỗ Cảnh Thạc coi đặt bàn hương án xong rồi, Ngô Quyền mới dạy trói Công Tiện đem ra để quỳ trước án mà tế Dương Diên Nghệ. Ngô Quyền bổn thân cầm đao cắt tay Công Tiện lấy huyết làm rượu để mà tế. Chư tướng mỗi người cũng đều lắc một miếng thịt để lên trên án rồi mới lại. Kiều Công Tiện bị lắc thịt từ miếng, đau đớn chịu không nổi nên khóc la vang trời. Khi cúng tế xong thì Công Tiện dứt hơi tuyệt mạng. Ngô Quyền dạy đem thay Công Tiện treo trên Nam Môn cho dân chúng mọi người đều thấy. Liễu Thị đi thẫn thơ ngoài thành, dòm thấy thay chồng thì nước mắt tuôn có giọt, khóc kể ai cũng động lòng. Liễu Thị than khóc đến tối, rồi lấy dây leo lên buộc trên nhành cây thắt họng mà chết. Sáng bữa sau quân ra ngoài thành, dòm thấy lật đật trở vào báo lại cho Ngô Thứ Sử hay. Ngô Quyền xót thương nên dạy quân mở thay đem xuống tẩn liệm rồi mai táng ngoài thành. Người thuộc chuyện này thấy người đàn bà ở với chồng trọn đạo thì cảm xúc trong lòng bỏ qua không được, nên có điếu một bài thơ như vậy: Bởi Kiều Công Tiện đã ra ma, nên Liễu phu nhân phải thế mà. Dập xác trinh kiên trong đất Việt, treo gương tiết liệt trước thành La. Hồn còn phưởng phất theo mây gió, danh hãy phong phanh khắp nước nhà. Này bọn quần xoa xin hỏi thử, có ai được vậy nữa hay là? Ngô Quyền báo quán chiêu an trong hai ngày thì xong hết, rồi mới hội chư tướng mà nói rằng: Chúng ta vì nghĩa chí dốc trả thù cho Dương Tiên Công, nên chúng ta mới chung trí hiệp lực mà dẫn binh đến đây. Nay chúng ta trừ loài bội nghịch ở trong được rồi, mà binh Nam Hán lại đương kéo qua toàn chiếm đoạt bờ cõi của nước ta. Nếu ta không lo mưu chống cự thì chắc nước ta phải bị Lưu Cung thâu đoạt, rồi dân ta ắt phải bị đồ thán như trước nữa. Vậy xin chư vị tướng quân hãy vì dân vì nước, vì nghĩa vì tình, đâu cật đâu lưng với ta, đặng trừ binh Nam Hán mà gìn giữ giang sang, bảo an Lê Thứ. Nếu chư vị tướng quân bằng lòng theo ta thì ta nguyện nước còn thì ta mới còn, chứ nếu nước mất thì ta cũng mất luôn theo nước. Chư tướng nghe nói thải đều đứng dậy xin dẫn binh đi đối địch với Thái tử Hoàng Tháo. Ngô Quyền thấy nhân tâm hăng hái thì chẳng xiết nổi mừng, liền dạy Đỗ Cảnh Thạc với Nguyễn Thủ Thiệp lãnh 3.000 binh ở lại Đại La mà giữ thành, còn bao nhiêu binh tướng thì dẫn hết lên Lục Châu mà ngăn cự với Nam Hán. Bạch Hổ với Lữ Đường dẫn 3.000 binh tráng kiện đi trước mà làm hướng đạo, còn đại binh thì lục thục kéo theo sau. Lên tới Bạch Đằng Giang, hai tướng Tiên Phuông gặp Trần Lãm đương bày chiến thuyền mà nghinh địch. Trần Lãm thấy có binh ứng tiếp thì mừng rỡ vô cùng, liền tiếp Bạch Thổ với Lữ Đường xuống thuyền mà thương nghị việc giao chiến. Bạch Thổ thuật chuyện hạ thành Đại La, bắt được Kiều Công Tiện lại cho Trần Lãm nghe, rồi lại nói Ngô Thứ Sử dẫn đại binh đi ngăn giặc, trong vài ngày nữa ắt sẽ tới. Trần Lãm nghe càng mừng hơn nữa, bèn dạy quân lấy rượu ra đãi hai tướng rồi nói rằng: Nếu Ngô Thứ Sử dẫn đại binh đi ứng tiếp thì chẳng lo chi mà không bắt được Hoàng Tháo. Chẳng giấu chi với nhị vị tướng quân, từ ngày tôi được lệnh lên đây ngăn giặc thì tôi ra đi mà trong lòng lấy làm lo sợ lắm. Nhị vị tướng quân nghĩ đó mà coi, nghe nói Hoàng Tháo dẫn đến 3 vạn binh mà lại có Lý Khắc Chánh là người lão luyện làm phó tướng, tôi có hơn 1.000 binh mà thôi, thế làm sao mà cự cho nổi. Đã biết binh của ta nhập hết lại thì cũng chẳng kém gì binh Nam Hán, ngặt ngày tôi ra đi thì thành Đại La chưa lấy được, thế thì làm sao mà dám kể có binh ứng tiếp. Vậy nên tôi phải đồn binh ở đây mà giữ, không cho binh Nam Hán đổ qua sông mà thôi, chớ tôi không dám tính giáp chiến với nó được. Lữ Đường ngồi lóng tai nghe, có ý muốn biết coi Nam Hán đóng tại đâu, mà Trần Lãm cứ nói lòng vòng hoài không chịu nói tới chuyện đó, nên tức trí mới hỏi rằng: Vậy mà binh Hoàng Tháo bây giờ đã kéo tới đâu rồi? Trần Lãm cười mà đáp rằng: Ngài nóng nảy quá, để thủng thẳng rồi tôi nói cho mà nghe.
chứ ngài đánh giặc mấy tháng nay chưa mệt hay sao mà còn hăng lắm vậy? Nếu ngài muốn đánh, để tôi chỉ cho mà đánh. Trần Lãm nói vừa dứt lời liền đứng dậy nắm tay Lữ Đường dắt ra trước mũi thuyền, rồi chỉ qua phía mé sông bên kia mà nói rằng: đó, binh Nam Hán đóng đó, ngài thấy chưa? Ngài muốn đánh thì qua đó mà đánh. Bạch Thổ nghe nói ở trong mui lật đật chung ra, đứng giữa bên Lữ Đường mà ngó qua mé bên kia sông. Thấy dọc theo mé sông trại cất kế nhau dài gần một dặm, Bạch Thổ dây lại hỏi Trần Lãm rằng: khi tướng quân lên đây thì binh Tàu đã đóng trại ở đó rồi hay chưa? Chưa, tôi đến đây cho người dò thám biết binh Nam Hán gần tới, tôi mới tính ở đây mà chờ. Thiệt quả cách vài ngày binh Nam Hán tới, tôi truyền lệnh dàn chiến thuyền ra đặng cho chúng nó thấy có binh ngăn. Có lẽ tại chúng nó không thuyền qua sông nên mới hạ trại ở đó mà đóng thuyền. Nếu vậy chúng nó ở đó đã lâu rồi. Phải, chúng nó đóng trại đã gần nửa tháng nay. Ba tướng đứng đứng nói chuyện với nhau, bỗng thấy có một chiếc thuyền nhỏ ở trên dòng nước thả xuống. Hai đầu có hai tên quân chèo, còn chính giữa thì có một tiểu tướng trạc chừng 15-16 tuổi, diện mạo khôi ngô, bộ tịch vạm vỡ, ngồi chỉ tay bảo cập vào thuyền của Trần Lãm. Lữ Đường thấy người trai ấy chẳng lạ, song quên lửng không biết gặp chỗ nào. Thuyền vừa cập, tên trai ấy mới nhảy qua rất gọn gàng, chào Trần Lãm, Bạch Thổ và Lữ Đường, rồi thưa với Trần Lãm rằng: thưa thượng quan, tôi đi dò thám rõ ràng giặc đương đốn cây đóng thuyền, có lẽ chừng 5-10 ngày nữa chúng nó sẽ đổ binh qua sông. Vậy thượng quan phải diễn binh thêm, chứ binh của mình ít quá, tôi sợ ngăn không nổi. Trần Lãm cười mà nói rằng: binh ứng tiếp đã tới rồi, trong vài ngày Ngô Thứ Sử sẽ dẫn đại binh tới nữa. Vậy tướng quân đừng có lo, cứ đốc binh phòng bị đợi Ngô Thứ Sử đến, rồi ta sẽ định kế mà phá giặc. Tên trai này là Đinh Bộ Lãnh, ngày trước đón Ngô Quyền tại Đại Vân Sơn mà xin đầu quân, gặp Lữ Đường với Nguyễn Siêu khinh thị nên buồn chí mới đầu Trần Lãm. Mấy tháng nay Trần Lãm đãi Bộ Lãnh rất hậu, đã tin cậy nên trao quyền quản xuất binh sĩ, mà lại thương yêu chẳng khác nào cha với con. Giả Trần Lãm không có con nên trong bụng muốn lập Bộ Lãnh làm con nuôi, xong thấy giặc giả chưa an nên chưa hở môi, đợi dẹp giặc xong rồi sẽ tỏ ý cho Bộ Lãnh biết. Khi Bộ Lãnh bước vào trong mui rồi thì Lữ Đường hỏi Trần Lãm rằng: tiểu tướng đó là ai? Con của tôi. Bạch Thổ lại hỏi rằng: tôi nghe nói ngài không có con mà. Nó là con nuôi. Ờ, có lẽ là con nuôi chứ tiểu tướng diệu mạo khôi ngô, quay phuông lẫm liệt, người đó tôi coi à, chẳng phải là người tầm thường. Ngài có con nuôi như vậy thiệt là có phước lắm đà. Trần Lãm cười rồi dắt nhau trở vào trong mui ngồi uống rượu. Ba tướng thương nghị với nhau rồi nhất định cho Lữ Đường đi ngừa đại binh, trước là dắt đường, sau nữa tỏ tình hình binh giặc cho Ngô Thứ Sử nghe. Còn 3.000 binh của Bạch Thổ với Lữ Đường mới dẫn đến thì dựa theo mé sông bị rừng cao đất ướt không có chỗ đóng, nên phải dẫn trở vô vài dặm lựa chỗ đất cao ráo trống trải giữa bên triền núi mới truyền lệnh an dinh hạ trại. Lữ Đường đi ngừa gặp đại binh mới tỏ hết thế lực của Hoàng Tháo cho Ngô Quyền nghe, rồi dẫn riết tới mé sông Bạch Đằng. Bạch Thổ nghinh tiếp Ngô Quyền khuyên đóng binh trên triền núi, bởi vì xuống sát mé sông không có chỗ hạ trại được. Trần Lãm hay tin đại binh đã đến, bèn kêu Bộ Lãnh mà dặn phải coi quân xuất binh thuyền, rồi lật đật lên bờ nghinh tiếp Ngô Thứ Sử. Trần Lãm vào trại cung hạ Ngô Quyền về sự hạ thành Đại La, rồi mới dắt Ngô Quyền xuống thuyền mà kháng trận. Có một mình Bạch Thổ đi theo Ngô Quyền mà thôi, còn chư tướng mắc coi cho quân sĩ đống cây cất trại. Ngô Quyền xuống thuyền đứng ngó qua mé sông bên kia, nhắm xem dinh trại của Hoàng Tháo xong xuôi, mới xuống ngồi một chiếc tiểu thuyền đi với Bạch Thổ và Trần Lãm dọc theo mé sông bên này mà coi địa thế. Thủy thủ chèo trở lộn xuống, đến tối về tới thuyền. Ngô Quyền bèn dạy Trần Lãm cho 10 chiếc thuyền chở binh qua sông, giả cướp trại đặng coi Hoàng Tháo phòng bị thế nào. Trần Lãm vâng lệnh, bèn sai Bộ Lĩnh bày 10 chiếc chiến thuyền đến đầu canh đèn đuốc tắt hết, lén chèo qua sông mà cướp trại. Còn Ngô Quyền, Bạch Thổ và Trần Lãm thì dẫn 5 chiếc thuyền khác theo sau mà tiếp ứng. Khi Bộ Lãnh vừa sáp vô mé bờ thì nghe trên trại trống đánh vang rần, rồi thấy binh của Hoàng Tháo dàn ra dài theo mé sông bắn tên xuống như mưa, làm cho Bộ Lãnh phải thối lui chứ không thể nào cất binh lên bờ mà cướp trại được. Ngô Thứ Sử thả thuyền trôi giữa dòng sông, xem thấy cách phòng bị của giặc đủ rồi, liền giống chiên thâu quân không cho lên cướp trại. Sáng bữa sau, Ngô Quyền truyền lệnh phải đóng thuyền thêm cho nhiều và phải đi đốn tre kết bè để dựa bên mé sông.
là dạy quân sĩ người nào cũng phải có một cây cung với 5 mũi tên. Nếu điểm binh mà ai thiếu thì người ấy có tội. Binh của Ngô Quyền mắc lo làm những việc ấy nên không qua cướp trại của Hoàng Tháo nữa. Còn Hoàng Tháo ngó thấy có mấy chục chiến thuyền đậu sơ rơ bên mé sông đó mà thôi, chứ đại binh của Ngô Quyền đóng gần trên triền núi, bị chặn rừng dựa theo mé sông cản khuất, không thấy dinh trại được. Tưởng là giặc chỉ có một đạo thủy quân ở đó nên không có lòng lo sợ, cứ dạy quân đóng thuyền kết bè đặng có độ binh qua sông. Hai bên cầm cự với nhau cho đến gần cuối tháng 8 mà cũng chưa thấy bên nào động binh. Đến đầu tháng 9, Hoàng Tháo cụ bị thuyền bè đủ rồi, thừa đêm tối trời mới tính cất binh xuống thuyền mà độ qua sông. Đêm ấy Bộ Lãnh ngồi một mình trên chiếc tiểu thuyền mà đi tuần, xem thấy bên trại của Hoàng Tháo quân sĩ lao nhau, trong lòng phát nghi, bèn dạy thủy thủ chèo ra giữa dòng sông mà xem cho kỹ. Khi thấy giặc bày chiến thuyền đông nức lại đương chở binh xuống thuyền, Bộ Lãnh lật đật trở về đại đội mà báo tin. Trần Lãm nhất diện sai người lên đại trại mà thông tin cho Ngô Thứ Sử hay, còn nhất diện sắp đặt chiến thuyền sẵn sàng đặng cự địch. Ngô Quyền nghe báo liền dạy Lữ Đường, Nguyễn Siêu, Cao Đằng Dân với Ngô Nhật Khánh dẫn binh vào rừng mai phục dọc theo mé sông. Hễ thấy giặc thì chống cự, đừng cho lên bờ được. Nếu liệu thế cự không nổi thì phải phi báo cho đại trại hay, đặng phát binh tiếp ứng. Binh Nam Hán vừa mới chống thuyền đi ra thì chiếc thuyền của Trần Lãm đậu giữa dòng sông, áp vào mà đánh. Hai bên hỗn chiến, tên bắn như mưa, trống hồi như sấm. Binh Nam Hán không quen thủy chiến, chèo bơi lộn xộn, không có hàng ngũ, bởi vậy bị Bộ Lãnh đoạt được 5 chiếc thuyền, bắt gần 300 quân, còn bao nhiêu thì trở vô bờ không dám chiến đấu nữa. Bộ Lãnh muốn thừa thắng đánh luôn, ngặt vì binh ít quá không dám sáp vô mé mà leo lên, nên đến sáng dắt binh trở về. Tan giặc rồi, Ngô Thứ Sử xuống thuyền khen ngợi Trần Lãm, rồi ngồi thuyền đi xem địa thế. Ngô Thứ Sử đi dài xuống phía dưới, cách chừng 5-6 dặm, thấy sông khúc ấy nước không sâu, mà hai bên mé sông lại sầm uất, cây cao rừng rậm. Ngô Thứ Sử dạy chèo lên chèo xuống 3-4 hiệp, nhắm xem địa cảnh xong rồi nói với Trần Lãm rằng: nếu trời đất vừa giúp cho ta thì ta sẽ phá bên Nam Hán và bắt Thái tử Hoàng Tháo tại chỗ này. Trần Lãm không hiểu ý Ngô Quyền định kế thế nào nên cười, rồi dạy quân chèo trở về. Chương 14. Dùng mưu thần đại phá Hán binh, thấy thế yếu nhường ngôi Ngô Chúa. Ngô Quyền về trại cho đội Bạch Hổ đến mà nói rằng: hôm nay ta đi dò đường sông, thấy khúc dưới cách chỗ thủy quân ta đóng chừng 5-6 dặm, hai bên rừng cao cây lớn, coi sầm uất lắm, mà sông chỗ đó lại nổi cồn nên cạn hết một mé. Ta tính lén đóng cự mà ngăn sông, rồi dụ giặc đến đó mà bắt nó mới được. Vậy tướng quân chịu phiền dạy quân đốn cây vạt nhọn hai đầu mà làm cừ, rồi ban đêm hễ nước rồng thì lén mà đóng. Tướng quân phải nhớ mà đóng cho sâu, hễ nước lớn đầy thì thuyền qua được, còn hễ nước rồng nửa sông thì thuyền qua bị cản. Tướng quân ráng làm cho mau mau, rồi ta sẽ thi kế cho mà coi. Bạch Hổ vâng lệnh, dạy quân đốn cừ đem đóng y như lời của Ngô Quyền dặn. Làm gần một tháng mới rồi, Ngô Quyền đến xem lấy làm đắc ý. Ngô Quyền lại dạy kết gần 50 cái bè tre mà neo lại đó, và ruồng hai bên cho trống hai đường đặng cho quân sĩ đi. Tối bữa nọ, Ngô Quyền dạy Bạch Thổ, Nguyễn Siêu và Lý Khuê dẫn 5.000 binh đạp đường bộ xuống cụm rừng ngang chỗ đóng cự ấy, rồi dùng bè tre chở qua sông, lên cụm rừng mé bên kia mà núp. Còn Lữ Đường với Cao Đoàn Dân thì dẫn 5.000 binh đi núp dài theo mé bên này. Ngô Quyền lại dặn Bạch Thổ, hãy thấy chiến thuyền của giặc xuống tới chỗ đóng cự đó thì phải dẫn binh đi đường bộ xiết lên mà cướp trại, và dặn Lữ Đường hễ thấy binh giặc thua thì phải lập tức dùng bè bộ binh qua sông mà hiệp lực với Bạch Thổ. Các tướng lãnh mạng dẫn binh đi mai phục. Ngô Quyền dặn Ngô Nhật Khánh ở giữ đại trại, hễ nghe chỗ nào cầu cứu thì phải phát binh ứng tiếp, rồi mới xuống thuyền mà thương nghị với Trần Lãm nữa. Trời vừa hừng sáng, nước lớn đầy sông, Ngô Quyền dạy dàn chiến thuyền sắp ngay hàng ngũ, rồi gai chèo đóng trống nhắm ngay giải trại của Hoàng Tháo mà xông qua. Quân Nam Hán xem thấy lật đật sắp chiến thuyền đặng nghinh địch. Hoàng Tháo tánh nóng nảy muốn đánh cho mau, mà ngặt bị sông ngăn cản bộ binh qua không được, nên mấy tháng này án binh bất động thì lấy làm bực bội lắm. Nay thấy giặc độ binh qua đánh mình thì trong lòng hân hoan, nên truyền lệnh độ mấy ngàn binh xuống thuyền, rồi bổn thân cầm binh mà đánh, để Lý Khắc Chánh ở giữ trại.
Chiến thuyền của Hoàng Tháo dàn ra rồi áp đánh chiến thuyền của Trần Lãm. Hai bên hỗn chiến với nhau, chưa ắt bên nào thắng bên nào bại. Chừng Ngô Quyền thấy nước rồng đã giật bộn rồi mới dạy Trần Lãm trá bại mà chạy. Trần Lãm vâng lời, ra hiệu lệnh mấy chục chiến thuyền đều rút chạy hết. Hoàng Tháo thấy thắng, đắc ý nên dục binh đuổi theo. Trần Lãm chạy một khúc trở lại cự một hồi, làm như vậy đặng dụ Hoàng Tháo xuống tới chỗ cạn. Hoàng Tháo không về kế của Ngô Quyền sắp đặt, nên cứ đốc quân rượt theo hoài. Xuống gần tới chỗ đóng cự, Trần Lãm dạy chèo riết và nhắm mấy cây vội mà qua, đặng thuyền khỏi đụng cự. Mà hễ qua rồi thì nhổ vội quăng hết. Hoàng Tháo đi tới không về có cự, bởi vậy chiến thuyền đi trước bị lũng nằm ngang sông. Chiếc đi sau thấy muốn tránh mà bị giọt nước chảy mạnh quá, ngừng không được, nên đụng với nhau rồi chiếc chìm chiếc nổi. Quân sĩ kinh hãi rớt xuống sông chết không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Đã vậy mà lúc ấy Ngô Quyền với Trần Lãm, bộ lãnh dây thuyền trở lại đánh nữa, làm cho binh Nam Hán đại loạn. Người nào nhảy xuống sông thì chết chìm, còn người nào ở trên thuyền thì bị trói. Bộ lãnh hơi thanh lâm bửu kiếm nhảy tới muốn chém Hoàng Tháo. Hoàng Tháo liệu thế cự không lại nên quăng gươm mà hàng đầu. Bộ lãnh bắt được thái tử Hoàng Tháo rồi giao cho Trần Lãm đem nộp cho Ngô Thứ Sử. Ngô Thứ Sử thấy được toàn thắng mà lại bắt được chánh tướng của giặc nữa thì mừng rỡ vô cùng, liền ngước mặt lên trời mà nói rằng: ta thành công đây là nhờ có trời đất giúp giận, ấy vậy từ nay chắc nước ta hết tai nạn rồi. Ngô Thứ Sử dạy trói Hoàng Tháo cắt người canh giữ, rồi sai quân lên bờ đi dò coi mấy đạo binh của Bạch Thổ và Lữ Đường thắng bại thế nào. Lữ Đường núp trên rừng ngó thấy Trần Lãm trá bại, Hoàng Tháo rượt theo. Chừng chiến thuyền đi khuất rồi mới truyền lệnh đẩy bè xuống sông, rồi đổ binh qua đánh lấy trại Nam Hán. Lý Khắc Chánh giữ trại ngó thấy liền dàn binh ra mé sông, rồi dùng cung nỏ mà bắn. Lữ Đường dạy quân bắn lại, hai bên đương bắn nhau. Thình lình Bạch Thổ, Nguyễn Siêu và Lý Khuê dẫn binh đi tới phía sau trại, rồi xông vào phá trại. Quân Nam Hán xem thấy không biết binh ở đâu mà đến, nên kinh tâm tán đẫm, thất ngũ loạn hàng, quăng hết gươm đao cung tên, bỏ trại mà chạy. Bạch Thổ, Nguyễn Siêu với Lý Khuê thừa thắng xua binh đuổi theo. Lữ Đường với Cao Đặng Vân cũng dạy quân leo lên bờ, rồi hiệp với ba tướng kia rượt đánh. Lý Khắc Chánh một mình chống cự không nổi, phần thì binh Nam Hán tản lạc, tớp chạy vào rừng, tớp leo lên núi mà trốn, nên cũng phải tìm đường mà thoát thân. Bạch Thổ với bốn tướng quân phân binh rượt theo chém giết binh Nam Hán kể hơn một vạn người. Đến tối năm tướng thâu binh trở về mé sông. Vừa đến trại cũ của Hoàng Tháo thì thấy Ngô Thứ Sử với Trần Lãm đã đem chiến thuyền lên mà chiếm trại rồi. Bạch Thổ với chư tướng dẫn vào ra mắt Ngô Thứ Sử và thuật chuyện phá binh Nam Hán lại cho Ngô Thứ Sử nghe. Ngô Thứ Sử cả mừng liền dạy Trần Lãm dẫn Hoàng Tháo ra mà chém, rồi mới bày đặt tiệc rượu khao cho chư tướng. Lý Khắc Chánh lượm lặt tàn binh được mấy trăm người, rồi dắt nhau trốn mà về tàu. Lên tới Chi Lăng gặp Hán chúa Lưu Cung dẫn đại binh mới qua. Lý Khắc Chánh vào thú tội và thuật việc đại bại. Thái tử Hoàng Tháo bị Ngô Quyền bắt giết rồi. Lưu Cung nghe con mất thì ngã lăn mà khóc. Chư tướng đỡ dậy can gián hết sức. Lưu Cung mới tỉnh lại, hỏi thăm thì Lý Khắc Chánh tâu rằng: khi kéo binh qua chưa tới Bạch Đằng Giang thì bên này Ngô Quyền đã hạ được thành Đại La, bắt giết Kiều Công Tiện rồi. Binh tới Bạch Đằng gặp giặc ngăn cản, qua sông không được, nên phải đóng tạm mé bên này, đặng mà đóng thuyền kết bè. Chẳng dè Ngô Quyền hạ thành Đại La, rồi dẫn đại binh lên đó lập mưu mà phá, nên mới đại bại đến thế. Lưu Cung nghe rõ đầu đuôi, chắc lưỡi than trời, rồi truyền lệnh quay binh trở về. Kiều Công Hãn nghe nói cha bị giết thì đau đớn trong lòng chẳng kể xiết, thầm tưởng cậy sức Lưu Cung mà báo thù được. Chừng nghe Lưu Cung nhất định thối binh thì cả kinh, nên ráng can gián khuyên Lưu Cung hãy tấn binh mà rửa hờn cho thái tử. Công Hãn nói hết sức mà Lưu Cung không nghe, cứ dạy quân trở về. Công Hãn thất vọng mới lén bỏ binh trốn ở lại. Đây nói qua Ngô Quyền đại phá Nam Hán binh, bắt giết thái tử Hoàng Tháo rồi mới dẫn thủy bộ chư đội trở về thành Đại La. Khi về tới cửa, Cảnh Thải với thủ thiệp dàn binh ra cung hạ và nghinh tiếp. Ngô Thứ Sử dầm thấy Dương Kiết Lợi đứng sau lưng Cảnh Thạc thì chân hững, nên hỏi rằng: ta nghe Dương tướng quân đã tử trận Lục Châu rồi, mà sao lại được về đây? Dương Kiết Lợi bước ra thưa rằng: số là tôi nghe binh Nam Hán qua tới, tôi dẫn binh lên núi Mộ Lâm mai phục để Trần Khánh ở lại Lục Châu mà kiên thủ. Vì tôi binh thiểu thế cô ngăn cự không nổi, nên phải dẫn binh trở về thành. Chẳng về về tới thì thành đã mất rồi, nên tôi phải tìm đường mà thoát thân. Trần Khánh không thấy tôi trở về thành, mà binh Nam Hán lại kéo tới đánh phá ải, tưởng là tôi đã bị chết rồi, nên trong thơ diện binh mới nói như vậy. Tôi chạy khỏi ra tìm đường lần về đến đây, tưởng là thượng quan còn dây thành. Chẳng về về tới Đại La thì thượng quan đã lấy thành rồi và dẫn binh đi ngăn giặc.
mấy tháng nay tôi ở đây mà chờ thượng quan về đặng tôi tạ tội. Kiết Lợi nói dứt lời liền quỳ xuống. Ngô Quyền đỡ dậy mà nói rằng: việc chiến tranh thắng bại là lẽ thường, người anh hùng chớ nên thấy thất bại mà thối chí. Huống chi tướng quân binh thiểu thế cồ nên thất bại chẳng lạ gì, mà cũng nhờ có tướng quân bại trước nên ta mới thắng sau được. Vậy khuyên tướng quân chớ khá ái ngại. Ngô Quyền nhập thành truyền lệnh đặt bài diên yến khao thưởng quân sĩ. Trong lúc tiệc rượu vui dày, chén thù chén tạc, kẻ thuật chuyện phá thành, người kể công rượt giặc, Phạm Bạch Thổ đứng dậy mà nói lớn lên rằng: anh em chúng ta vì nghĩa vì tình, đầu lưng đấu cực, song tên đột pháo, trải nắng dầm sương trót gần một năm trời mới đặng thành công. Nay chúng ta đã trừ được loài gian ác ở trong, đã phá được binh tàn bạo ở ngoài. Vậy anh em chúng ta phải sớm liệu việc cai trị trong nước, đặng gìn giữ cõi bờ, hộ trì dân giả. Giả Ngô Thứ Sử là đấng tài cao đức lớn, đã có công đánh giết Kiều Công Tiện mà đáp nghĩa cho Dương Viên Công, mà lại còn có trí phá tan binh Nam Hán mà cứu nước cứu dân nữa. Vậy tôi tưởng chúng ta nên tôn ngài lên ngôi quốc vương, ngài bố đức trị dân, ra oai bình định trong nước. Chư tướng nghe nói thải đều hiệp ý, chẳng có ai cãi lẽ chi hết. Ngô Quyền thấy vậy mới nói rằng: Phạm tướng quân muốn cho ta phạm nghĩa nên mới bày điều như vậy. Giá ta mộ binh khởi nghĩa, một là vì ta muốn trọn niềm tôi chúa, hai là ta muốn vẹn nghĩa phụ thân, nên ta mới cử binh báo thù, chớ nào phải ta quyết giành ngôi giành nước với Kiều Công Tiện đâu. Nay tuy nhạc phụ ta ly trần, song còn để lại trưởng tử là Dương Tam Ca. Nếu chư tướng quân khiến ta lên nối nghiệp cho nhạc phụ ta, thì té ra ta lại đoạt ngôi của em ta. Đó là một điều đại bất nghĩa, ta không nỡ làm đâu. Vậy khuyên chư tướng quân chớ nên tính tới việc ấy nữa, để ta sai người vào Ái Châu rước em ta ra, rồi sẽ tôn lên mà kế nghiệp cho Dương Tiên Công. Đỗ Cảnh Thạc với Viên Kiết Lợi ngó nhau mà gật đầu, còn chư tướng cả thảy coi bộ đều bất phục. Ngô Quyền khao binh đại tướng luôn luôn mấy ngày mới rồi. Trần Lãm thình lình nhóm bệnh nên từ Ngô Quyền và chư tướng rồi xuống thuyền dắt Đinh Bộ Lãnh trở về Bố Hải Khẩu mà dưỡng bệnh. Ngô Quyền nghe lời Đỗ Cảnh Thạc bèn viết tờ hịch gửi khắp quận huyện mà phủ quý bá tánh. Các quan quận huyện xa gần đều chở lương về Đại La mà nạp và vào yết kiến xưng tụng tài đức của Ngô Quyền. Ngô Thứ Sử sắp đặt an bài, qua đầu tháng 11 mới dạy Cao Đằng Dân lãnh binh vào trấn thủ Ái Châu mà thế cho Nguyễn Khoan, và đưa thơ biểu Nguyễn Khoan phải hộ tống Dương Phu Nhân, Dương Tam Ca với nhị vị công tử ra Đại La. Gần cuối tháng 11, Nguyễn Khoan hộ tống gia quyến Ngô Quyền ra mới tới. Nhập thành rồi, Dương Phu Nhân dắt em và con đi thẳng lên dinh. Ngô Thứ Sử bước ra chào mừng. Dương Phu Nhân ngồi xuống đất cúi lại chồng mà nói rằng: thưa tướng công, thiếp phận Liễu Bồ nương cội tùng núp bóng. Tướng công đoái tưởng thân hèn phận bạc, nên vì thiếp mà xông tên lướt đạn, gọi nắng gọi sương, chẳng nệ công lao, quyết trả quán rửa hờn thế cho thiếp. Nay tướng công đã chu diệt loài bội nghịch, ơn của tướng công chị em thiếp chẳng biết lấy chi mà đền đáp cho vừa. Vậy thiếp xin kính Dương ít lại mà tỏ lòng cảm đức niệm ân, đợi có thuở rồi thiếp sẽ tái bồi muôn một. Dương Tam Ca cúi lại Ngô Quyền. Ngô Quyền lật đật đỡ phu nhân và Tam Ca đứng mà nói rằng: phận làm con phải lấy hiếu làm trọng, phận làm tôi phải lấy trung làm đầu. Phận tôi đây đối với nhạc phụ vẫn là rể, mà lại là tôi nữa. Bởi vậy tôi phải vì chữ hiếu chữ trung mà lo báo thù, gẫm có ơn gì đâu mà phu nhân nặng lòng. Phu nhân đi đường xa mệt mỏi, vậy hãy dắt hai con vào hậu đường an nghỉ. Ngô Thứ Sử dắt vợ con vào dinh, chồng gặp vợ lấy làm phỉ dạ, con gặp cha chẳng xiết vui mừng. Qua ngày sau, Ngô Thứ Sử đại hội chư tướng, mời Dương Tam Ca lên ngồi giữa bên mình, rồi dạy quân bày tiệc rượu mà thết đãi. Rượu uống 3 tuần rồi, Ngô Thứ Sử mới phân với chư tướng rằng: Dương Tiên Công khi còn sanh tiền là người đại ân đức của dân xã. Tuy Dương Tiên Công mất lộc, nhưng mà ân nghĩa mến tình. Dương Tiên Công có để lại trưởng tử là Dương Tam Ca, nay ta đã rước đến đây, vậy xin chư tướng hiệp ý với ta mà tôn công tử Tam Ca lên ngôi báo, đặng người lên cầm quyền bính chánh, vô trấn tướng phương thi ân trăm họ. Chư tướng nhiều người nhìn nhau trề môi mím miệng, coi bộ không phục Tam Ca. Đỗ Canh Thạc đứng dậy ngó Bạch Thổ mà nói rằng: Hoàng Thứ Sử lấy lẽ công chánh mà phân như vậy, anh em chúng ta ai muốn tỏ điều chi thì xin nói ngay ra giữa đây,
còn như hết thảy đều thuận tùng thì xin cho ngài xây đàn làm lễ tôn dương cho sớm, đặng có người bỉnh cán mà điều định quốc sự. Phạm Bạch Thổ đáp rằng: Quan thứ sử cùng anh em chúng ta đây, ai cũng biết chuyện sử Tàu. Triều đình bên Tàu bây giờ cũng còn noi theo chế độ của Tam Hoàng Ngũ Đế cùng mấy đời Hạ Thương Châu. Mà theo mấy đời ấy thì vua truyền cho kẻ hiền cũng có, mà truyền cho con cũng có. Cái chế độ ấy thiệt là hay, bởi vì ông vua là người chấp chưởng mạng vận trọn một nước. Nếu vua hiền thì nước trị dân an, còn vua bất minh thì nước nghiêng nghèo, dân đồ tháng. Bởi vậy vua truyền ngôi thì chẳng luận thân sơ, hễ ai hiền mới được kế vị. Nếu con vua mà hiền thì con nối ngôi, còn như con bất hiền thì tự nhiên phải phế con mà chọn người hiền đức. Ngô Quyền cười mà nói rằng: Việc của mình đây có phải là việc dương đế gì đâu mà tướng quân nhắc chuyện sử bên Tàu dông dài dữ vậy. Chúng ta cử Dương Tam Ca lên làm tiết đặc sứ đặng cai trị châu quận đó mà thôi. Phạm Bạch Thổ đáp rằng: Thưa Thượng quan, sao Thượng quan lại phân như vậy? Thượng quan nghĩ lại mà coi, Sơn Xuyên của chúng ta như Cẩm Tú, nhân vật của chúng ta chẳng thiếu chi anh tài. Mà trót 1000 năm trước chúng ta bị người Tàu chiếm đoạt. Ngày nay triều đình bên Tàu suy nhược, tứ phương đến xưng hùng, thậm chí lưu cung nó cũng xưng là dương đế. Cơ hội như vậy là cơ hội may cho xứ ta. Vậy ta cũng nên nhân đó mà lập quốc vương luôn thể. Sao Thượng quan không tính lập quốc vương mà lại còn tính lập chức tiết đặc sứ nữa? Sứ của ai? Của Nam Hán hay là của nhà Tấn? Ngô Quyền chánh sắc đáp rằng: Tướng quân phân nhầm lý lắm. Ta cũng biết lúc này chúng ta nên lập quốc vương, song ta xin chư vị tướng quân một điều, là nếu có lập quốc vương thì lập em ta là Dương Tam Ca, đặng trước khỏi phụ lòng Dương Tiến Công, sau khỏi tiếng cười của người hậu Tấn. Bạch Thổ nói: Thưa Thượng quan, tôi đã nói việc nước chẳng phải việc nhà. Muốn tôn một vị quốc vương thì chọn người tài đức, chứ không nên nể tình riêng. Thượng quan trừ loài bội nghịch ở trong mà dỗ An Lê Thứ, ấy là Thượng quan có đức. Thượng quan lại còn dẹp quân tàn bạo ở ngoài mà gìn giữ non sông, ấy là Thượng quan có tài. Vậy tôi thay mặt chư tướng mà xin Thượng quan lãnh ngôi quốc vương, đặng cho bá tánh an lòng và cho ngoại bang nghe oai tùng phục. Bọn Lữ Đường, Nguyễn Siêu, Thủ Thiệp, Lý Khuê, Nhật Khánh, Nguyễn Khoan nghe Bạch Thổ nói liền ứng lên khen phải. Ngô Quyền đưa ngồi bợ ngợ, Dương Tam Ca dùng đứng dậy mà phán rằng: Lời của Phạm tướng quân mới nói đó là lời vàng ngọc, xin Ngô huynh thâu nhận, chớ nên dụ dự mà chư tướng buồn lòng. Thân em còn sống đây là may, đâu dám đèo bồng quyền tước. Em là đứa bất tài, cha bị hại không cứu cha được, mà em lại mang tiếng bất hiếu, cha chết không biết lo báo thù. Ngô huynh đã có công báo thù cho cha, mà lại có tài đánh dở binh Nam Hán nữa, vậy thì còn ai xứng đáng ngồi ngôi quốc vương hơn Ngô huynh được? Nếu Ngô huynh nghi kỵ không chịu tức vị xưng vương, thì xin Ngô huynh chọn người khác mà tôn, chớ em không dám lãnh. Em nguyện theo hầu hạ người ấy mà thôi. Bọn Bạch Thổ, Lữ Đường thấy Tam Ca từ chức thì vui mừng, nên năn nỉ khuyên lơn riết, túng thế Ngô Quyền phải xuôi thuận. Chư tướng liền thương nghị đặng chọn ngày tôn vương. Ngô Quyền nói rằng: Thành Đại La tuy rộng lớn nhưng mà không phải chỗ đóng đồ, nên tính chọn thành Cổ Loa mà làm kinh sư. Chư tướng vâng lời, liền lo cất cung điện tại thành Cổ Loa. Qua năm Kỷ Hợi, năm 939 mùa xuân, Đỗ Cảnh Thạc chọn ngày lành, rồi trấn thiết lễ tôn vương rất trọng. Ngô Quyền tức vị xưng là Ngô Vương, lập Dương Phu Nhân làm Dương Hậu, lập Trưởng Tử làm Thái Tử và phong Dương Tam Ca làm An Trí Công. Còn chư tướng mỗi người đều được phong tước công hết thảy. Chư tướng bái mạng, Ngô Vương định kế bảo thủ nên hạ chỉ sai Trần Lãm trấn thủ Bố Hải Khẩu, Phạm Bạch Thổ trấn thủ Đằng Châu, Lữ Đường trấn thủ Tế Giang, Nguyễn Siêu trấn thủ Tây Phù Liệt, Lý Khuê trấn thủ Siêu Loại, Nguyễn Thủ Thiệp trấn thủ Tiên Du, Ngô Nhật Khánh trấn thủ Đường Lâm, Nguyễn Khoan trấn thủ Tam Đái, Cao Đằng Dân trấn thủ Ái Châu. Còn Đỗ Cảnh Thạc với Dương Kiết Lợi thì ở tại triều mà tá trưởng binh quyền, dự bàn quốc vụ. Xin dừng tại đây để chú thích các danh từ địa lý. Thành Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên. Bố Hải Khẩu thuộc tỉnh Thái Bình. Đằng Châu thuộc tỉnh Hưng Yên. Tế Giang thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tây Phù Liệt thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông.
Siêu Loại thuộc phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đường Lâm thuộc huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, Tam Đái thuộc phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên và Ái Châu thuộc tỉnh Thanh Hóa. Hết giải thích. Chư tướng lãnh chỉ sửa soạn khởi hành phó nhậm. Phạm Bạch Hổ trước khi về Đằng Châu thì vào ý kiến Ngô Dương và tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, ngày nay bốn biển thanh bình, lệ dân yên ổn, ấy cũng là nhờ bệ hạ tài cao đức lớn nên mới được vậy. Tuy vậy mà kẻ hạ thần nghĩ rằng sáng nghiệp non sông thủ thành bất dị, vậy trước khi lên đường, kẻ hạ thần ngửa chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi, bền vững ngôi trời, đặng cho võ trụ chói ngời, quan dân cường thạnh. Kẻ hạ thần lại xin bệ hạ vài điều. Một là không nên giao binh quyền cho Dương Kiết Lợi. Hai là không nên trọng dụng An Trí Công. Nếu hai điều ấy bệ hạ cho thì hạ thần đi mới yên bụng." Ngô Dương nghe Bạch Thổ tâu như vậy thì không được vui lòng nên phán rằng: "Khanh không ưa An Trí Công nên theo châm chích hoài. An Trí Công là em trẫm, khanh không nên tâu lếu như vậy nữa." Phạm Bạch Thổ bị quở lui ra, rồi dẫn binh về Đằng Châu, trong lòng không được vui. Ngô Dương sai chư tướng mỗi người trấn một chỗ đặng gìn giữ biên cương mà tính mở mang dân xã, nên từ ngày tức vị thì chuyên lo đặt quan chức, chế triều nghi, định phục sắc, phổ thông việc học hành, chỉnh đốn việc cai trị. Lê Thứ nhờ Minh Quân Thánh Chúa nên nhà nhà đều an cư lạc nghiệp, cảm đức hóa nhân, con thảo cha lành, anh em cung kính, thiệt là đời thái bình thành trị. Có thơ tặng Ngô Dương như vậy: "Tự cổ anh hùng chẳng thiếu chi, Ngô Dương tài đức ít ai bì, ngôi cao quyền cả lòng lơ lãng, quán chúa thù cha trí tạc ghi, rơi lụy châu mài buồn phụ nữ, thành siêu sông cạn giận nam nhi. Một năm sắp đặt yên bờ cõi, nhờ trận Bạch Đằng chúng hết khi." Hết tập 4. Còn tiếp.